xem nhé. Nhiều bố mẹ hỏi cô chú ở nha khoa Jota chuyên răng trẻ em thì bảo là trẻ em có lên lấy cao răng không. Tôi xin thưa là lên lấy nhé. Đây là các cái mảng bám đó, mình lấy qua xong là mình đánh bóng rồi sẽ hết. Các bạn thấy không, là cao răng rồi, đã là cao răng thì cứ 6 tháng thì lấy một lần. Và bạn này tuy là trẻ em nhưng mà đã mọc 4 răng vĩnh viễn rồi, 4 răng người lớn rồi. Đấy, qua này thôi, tí lấy chổi đánh bóng là hết thôi. Được. Đây, các con bé nhưng mà cao răng đây, em quay sát đây. Quay sát à? Đấy, cao răng trẻ em ở phía chợ trong rất là nhiều cao răng này. Đấy, màu đen đen này. Nhiều bố mẹ và có lên lấy cao răng này không, tôi khuyên là lên lấy nhé. Các nha sĩ trẻ em lên lấy. Đấy, nha khoa Jota chuyên răng trẻ em, bố mẹ tìm hiểu đi. Các bạn có thể search là lấy cao răng trẻ em có lên lấy cao răng không thì cứ vào các trang web của Đại học Y Hà Nội hoặc Viện Răng Mặt Trung ương, các bạn tìm hiểu thêm. Rồi các bạn ra các phòng khám tư nhân đấy, nếu ở gần Jota ra Jota, nếu ở xa đến phòng khám nào nhìn biển có bác sĩ giấy phép thì các bạn vào. Đấy, có đau không con? Không đau đúng không? Đó, con hà to đi. Đó, thế thôi. Xong mình lấy qua như này cái là mình đánh bóng là hết nhé. Trẻ em này là rất là nhanh. Cái vài tháng đi lấy một lần nó rất là sạch. Trẻ em là dễ. Các bạn người đánh răng là dễ bị cao răng. À, đánh bóng nó sạch thôi. Con hà to đi. Em cắn nó đi. Cắn nó. Đây là các cái cao răng đen đen các bạn thấy không? Thế ra mình đánh bóng nó hết. Đó, đánh bóng nó hết. Nhìn nhá. Thì là chổi đánh bóng thôi. Chổi đánh bóng đi, đánh nhá. Đánh sạch luôn. Tuy là bạn ấy còn trẻ nhưng mà đã trẻ em nhưng mà ra 6 đến 7 tuổi đã mọc răng vĩnh viễn rồi. Bố mẹ cho đi đánh bóng sớm. Mấy cao răng thường xuyên. Đây cái tổ chức đen này đánh bóng là hết này. Đấy, các bạn thấy không? Đánh nó hết rồi, sạch sẽ luôn. Rất sạch. Đánh bóng là hết. Okay. Xin nhận.